Xin chào quý vị, tôi tên là Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1990. Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Bình Dương. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý vị về cơ duyên đất Pháp của tôi. Tôi biết đến Pháp Luân Công là thông qua vợ của tôi vào khoảng tháng 7 năm 2018. Lúc đó tôi đang làm công an, nên khi vợ tôi nói Pháp Luân Công rất tốt và muốn tôi cùng học, thì tôi không tin, cũng không học, và tôi cũng không phản đối vợ tôi học Pháp Luân Công. Do công việc đặc thù bên ngành công an là phải thường xuyên trực chiến, rất ít có thời gian bên gia đình, và tôi lại rất thích kinh doanh. Nên vào khoảng tháng 9 năm 2018 thì tôi quyết định xin nghỉ công an, thưa quý vị, và tôi ra ngoài kinh doanh. Và thật may mắn, hiện tại công việc kinh doanh của tôi rất tốt. Tôi đã mở được một chuỗi hệ thống trà sữa bánh bắp Hàn Quốc tại Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Trở lại với cơ duyên đất Pháp của tôi, thì vào khoảng tháng 10 năm 2018, khi tôi đã nghỉ việc được khoảng gần 2 tháng, thì vợ tôi có nói đến vấn đề khai quang tượng Phật. Và đây là một vấn đề tôi đang thắc mắc, vì nhà tôi đang thờ cúng tượng Phật. Vậy là tôi cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân lên và đọc ngay mục khai quang. Khi đọc thì tôi thấy những gì viết trong sách rất hay, rất có đạo lý, có thể nói là khoa học hơn cả khoa học hiện nay. Thế là tôi đọc lại từ đầu cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi bắt đầu đọc thì tôi cảm thấy rất buồn ngủ, có những lúc phải dừng lại để đi rửa mặt. Tuy nhiên cứ cầm cuốn sách lên đọc được một lúc thì lại buồn ngủ. Mặc dù vậy, với quyết tâm thì cuối cùng tôi đã đọc hết được cuốn sách Chuyển Pháp Luân này. Sau khi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân này được một thời gian ngắn, vào khoảng cuối tháng 10 năm 2018, thì tôi nhận ra những điều trân quý của quyển sách này. Và từ đó tôi bước vào con đường tu luyện giữa đời thường. Thời gian đầu học Pháp, tôi không hiểu vì sao môn tu luyện tốt thế này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cho đến lúc tôi nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc đi theo con đường vô thần. Họ không tin vào thần Phật. Do vậy họ muốn người dân của họ cũng như vậy. Còn Pháp Luân Công thì lại hướng con người tin vào thần Phật, tin rằng thiện ác ắt có báo ứng. Do vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công. Thưa quý vị, tôi từng tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và từng làm công an, nên tôi hiểu như thế nào là phản động, như thế nào là tội phạm chính trị, như thế nào là chống phá nhà nước. Do vậy, tôi sẽ không theo bất kỳ tổ chức nào mang tính phản động, tà giáo hoặc làm chính trị gây hại cho nhân dân và đất nước. Mặt khác, Pháp Luân Công không phải là một tổ chức, mà chỉ là một môn tu luyện giữa đời thường, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Thưa quý vị, hãy trân quý khoảng thời gian này. Đừng nghe theo thông tin một chiều, đừng nghe theo những thông tin không tốt trên mạng xã hội, mà hãy tự mình tìm hiểu, tìm đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân để hiểu rõ hơn về môn tu luyện này. Thân ái và trân trọng kính chào quý vị.